Xin chào anh em nhé. Hôm nay Devashop mới về một lô hàng Zippo mới, nhìn rất là đẹp, có 5 con ở đây em muốn giới thiệu đến anh em. Vào đấy luôn anh em nhé. Đầu tiên là con Zippo đại bàng với nền huyền băng rất đẹp. Chiếc Zippo này là được sản xuất năm 2017 anh em nhé, 2017. Giá là 1,5 triệu. Cái nền này được khắc sâu và được mạ vàng các bác nhé. Đây, 5 mặt luôn này. Em sẽ di từ từ cho anh em có thể xem rõ. Sau này để trơn này, anh em có thể khắc vào đây hoặc là để nguyên cũng được. Một con này là con Phượng, không phải đại bàng, con Phượng. Năm 2017, tiếng rất là hay. Tiếng con này quá hay. Hàng chưa qua sử dụng các bác nhé. Cái bánh xe còn nguyên cái lớp keo bảo quản màu trắng này. 1,5 triệu. Ok, đến chiếc thứ hai là chiếc Phật Di Lặc mạ vàng. Đây, con này thì nó bị bám vân tay nên là em không không chờ vào, anh em xem thế này nhé. Con này có giá là 1,120,000. Một ông Phật rất là phúc hậu. Anh em nào chơi con này thì đảm bảo về cái độ may mắn cũng như là tài lộc sẽ luôn mang theo mình. Một chiếc bật lửa với chủ đề rất là độc đáo. Cái hình ông Phật này được gắn là khắc nổi anh em nhé, khắc nổi này. Đấy, một miếng Phật rất là to được gắn vào cái này. Con này là năm 2018, giá là 1,120,000. 1,120,000 rất đẹp. Quá đẹp. Chiếc thứ ba là một chiếc bật lửa Zippo Slim, giá là 1,000,000 với các hoa văn màu vàng, đỏ, xanh phối với nhau rất là đẹp. Con này thì dùng để tặng cho bạn gái hoặc là phụ nữ dùng thì rất là hợp, các chị dùng rất là hợp. Năm 2018 mà anh em nhé, mà sao được để trơn này, có thể khắc thêm hoặc để này cũng được. Tiếng thì không thể bằng được thông thường rồi, dòng Slim thì không thể có tiếng bằng được thông thường được. Sản phẩm là hàng chưa qua sử dụng các bác nhé, giá là 1,000,000 Zippo Slim. Ok, tiếp theo là em Zippo Harley Davidson. Đây là con Harley chắc là rẻ nhất mà em từng biết, giá là 950.000. 950.000 Harley Davidson, sản xuất năm 2018, mặt sau được để trơn và lấy 5 chấu. Cùng nghe tiếng anh em nhé, tiếng cũng rất là hay. Hàng chưa qua sử dụng này. Giá là 950.000. Và chiếc thứ tư, chiếc này là Zippo Sơn Tĩnh Điện. Cây này là chắc là cây cần sa này. Màu nó xanh rất là đẹp, rất là phù hợp với bác nào mang mệnh mộc hoặc mệnh hỏa. Chiếc này được sản xuất năm 2018 và có giá là 930.000. Âm thanh cũng khá là tốt, không không bằng được mấy con kia nhưng cũng khá là tốt. 920.000, 930.000 bao ship, bảo hành trọn đời, hàng chưa qua sử dụng các bác nhé. Rồi ok, các bác thích con nào thì để lại số điện thoại dưới phần bình luận nhé, em sẽ quay lại tư vấn trực tiếp cho các bác. Hàng của em bán thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán này, được bảo hành trọn đời và được miễn phí giao hàng toàn quốc. Ok, xin chào anh em, xin cảm ơn anh em đã theo dõi video.